Nhiều anh em đang lái xe mà phải nhìn cái gương chiếu hậu này, mà anh em để đồ này như có ô đằng sau này nó khuất hết cái tầm nhìn gương này, các anh em không nhìn được, chỉ có nhìn được hai bên gương này, nhưng mà cái tầm góc để mù nó rất là nhiều đúng không ạ? Em ngồi trong xe kể cả trời mưa hoặc là trời tối em không nhìn được gương. Đây các bác có thể thấy đây, em chỉ cần nhìn vào cái màn hình này thôi là em có thể căn được toàn bộ cái vị trí của cái cản sau xe của mình có vật cản hay không, có người đang đi hay không này. Đây nếu mà các bác nhìn gương, gương chưa chưa thấy đâu nhá, gương nhìn gương thì sẽ không thấy người đâu, bởi vì mỗi cái góc điểm gương này nó sẽ có điểm mù nhiều hơn. Nhưng mà nhìn ở trên màn này toàn cảnh nha. Bây giờ em lùi xe các bác xem không? Đó. Quá là với cái bộ cam như này quá là sắc nét. Nè các bác mà lái xe, đặc biệt là chị em phụ nữ mà đi xe mà hay va quẹt xe mà phải mất tiền sơn nhiều đúng không ạ? Các bác không muốn bị mất tiền như thế thì các bác hãy trang bị ngay cho mình cái bộ màn hình viền cam 360 như này các bác nhá. Chi phí bây giờ nó quá là hợp lý rồi. Cho bác đây. Khi mà các bác khởi động xe lên nó sẽ quét một vòng xung quanh xe này và nó sẽ hiển thị cái mô hình 3D này. Các bác có thể thấy ở bên này có xe hay không, có vật cản hay không này. Đặc biệt là anh em mà lên lề này. Vị trí này có gạch, có nắp cống hay không anh em biết hết này. Đây. Nhìn toàn cảnh cái lốp xe của mình, anh em không sợ là bị cắn vào lốp hay là xước vành nữa anh em nhé. Anh em nào mà chưa có cái công nghệ hỗ trợ lái xe như thế này thì anh em có thể qua Akala Thái Nguyên để tham khảo anh em nhé.